Xin kính chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Thưa quý vị, khối không khí lạnh đã tiến sát tới biên giới phía Bắc của nước ta, nên đêm nay và ngày mai thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió sẽ đổi sang hướng Đông Bắc với cường độ mạnh khoảng cấp 5. Riêng phần phía Đông Bắc, gió Đông Bắc có thể mạnh cấp 6 và sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động. Còn với khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, từ ngày mai gió cũng chuyển từ hướng Đông Đông Bắc trở lại hướng Đông Bắc. Tuy nhiên, cường độ thì chỉ khoảng cấp 4 nên chưa xảy ra tình trạng biển động. Các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực này vẫn diễn ra bình thường. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ nằm trong vùng chịu tác động của không khí lạnh nên từ đêm nay gió sẽ chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Mặc dù chưa đủ mạnh để gây biển động, nhưng lại kèm theo những cơn mưa khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp đáng kể, chỉ còn từ 4 đến 10 km. Các tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông trên khu vực này. Cường độ của đợt không khí lạnh lần này cũng không mạnh nên ít gây ảnh hưởng tới các vùng biển miền Trung. Đêm nay và ngày mai, ở khu vực biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, gió đổi hướng sang Đông Bắc đến Đông nhưng cường độ yếu chỉ khoảng cấp 3, cấp 4. Thời tiết vẫn ổn định cho các hoạt động của tàu thuyền. Trong đêm nay và ngày mai, trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo, gió Đông Bắc cấp 4 và sang ngày 24 tháng 2 thì mạnh lên mức cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng biển sẽ tăng lên trên 2 mét. Dự báo từ ngày 25 tháng 2 trở đi, tại đây bắt đầu xuất hiện tình trạng biển động nhẹ. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần lưu ý. Trong đêm nay và ngày mai cũng như khoảng thời gian từ nay cho tới hết tuần, ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc vẫn là những ngày thời tiết đẹp, trời lặng gió, sóng biển thấp dưới 1 mét, biển lặng không mưa, tầm nhìn xa vẫn duy trì ngưỡng trên 10 km. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!